cái mỏ trâu, cái đường trâu. À, quý vị đừng có chấm điểm ngay sau đây. Come on.
Rất là cảm ơn quý vị và quý ban giám khảo. Đây chính là một tiết mục cuối cùng của gia đình Nga Chu cũng như là các tỉnh và các dân tộc các tỉnh giao lưu ngày hôm nay.